Về già, giàu có đến mấy cũng tuyệt đối không trao bốn thứ này cho con cháu. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Ngẫm Sử Thi. Quý vị thân mến, ai rồi cũng sẽ già đi, giống như bông hoa tươi đẹp rồi cũng phải héo úa. Tuổi già và về hưu là điều không ai tránh khỏi. Nhất là trong thời đại hiện nay, ai cũng phải đối mặt với những mâu thuẫn và rủi ro của việc nghỉ hưu. Chăm sóc người già như thế nào và người già nương tựa vào đâu đã trở thành những vấn đề mà mỗi chúng ta đều phải suy nghĩ. Theo quan niệm truyền thống, một người khi về già phải nương tựa vào gia đình con cái. Vì giữa cha mẹ và con cái có mối quan hệ không thể tách rời, nên việc con cái phụng dưỡng cha mẹ khi về già là điều hiển nhiên. Cũng vì suy nghĩ này mà nhiều cha mẹ khi về già sẵn sàng cho con mọi thứ, kể cả những tài sản quan trọng nhất. Tuy nhiên, khi về già mà làm như vậy là sai lầm đấy quý vị ạ. Về già giàu có đến mấy cũng tuyệt đối không được trao bốn thứ này cho con cháu. Hãy cùng Ngẫm Sử Thi lắng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé. Thứ nhất, giao nhà. Bà Triệu có duy nhất một người con trai làm việc ở trung tâm thành phố với mức lương chỉ đủ sống. Sau khi lấy vợ, người con này cùng vợ trả góp trong vòng 15 năm để có một căn nhà lui tới. Hàng tháng, con dâu bà Triệu đều cảm thấy căng thẳng vì các khoản chi phí, thậm chí vì dành dụm trả tiền nhà. Trong thời gian ở cữ, cô không có tiền mua sữa bột cho con. Hai vợ chồng vì vậy thường xuyên xảy ra cãi vã. Vì thương con trai, bà Triệu đã bán đi căn nhà ở quê để san sẻ gánh nặng cùng các con, mong gia đình êm ấm, thuận hòa. Số tiền bán nhà ở quê, bà gửi con trai để trả hết căn nhà ở thành phố và bà chuyển lên sống cùng họ, phụ giúp trông cháu. Khi cháu nội của bà lên 9 tuổi, lúc ấy bà đã ngoài 60 và không có việc làm cùng bất kỳ nguồn thu nhập nào khác. Bất lực, bà chỉ còn cách làm bảo mẫu cho con trai và con dâu, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cháu và thi thoảng nấu ăn. Thời gian đầu, người con dâu rất tốt với bà Triệu, nhưng càng về sau, cô càng sinh chán ghét mẹ chồng vì tuổi già, chậm chạp. Ngày qua ngày, con dâu và mẹ chồng mâu thuẫn sâu sắc, thậm chí cô còn ngỏ ý không muốn bà Triệu ở cùng nhà với lý do cháu trai sắp vào cấp 2, học phí và sinh hoạt phí rất đắt đỏ, phải ở ký túc xá. Cuối cùng, bà Triệu đành ngậm ngùi về quê thuê nhà ở, dành chút tiền lương hưu ít ỏi và đi làm thuê để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống. Bà vô cùng hối hận vì đã bán ngôi nhà cũ để chuyển lên thành phố sống cùng con. Cũng giống bà Triệu, bà Ngọc đã 78 tuổi, hiện ở Vĩnh Long, từng có nhà cửa, tài sản, nay phải ở nhờ trong căn chòi nhỏ là tiệm sửa xe đạp của người con rể. Vợ chồng bà có 6 người con, đều đã có gia đình. Vợ chồng bà có ngôi nhà khang trang để ở, đồng thời thờ cúng tổ tiên. Lâu nay hai ông bà cùng sống với con trai trưởng trong ngôi nhà ấy. Bà Ngọc nghẹn ngào nói: "Trước đây tôi định để căn nhà thờ đó cho đứa con trai út, nhưng vợ chồng thằng Cường, con trai lớn, ngày đêm năn nỉ ỉ ôi, nói tôi làm giấy tờ giao căn nhà thờ cho hai vợ chồng nó thì tụi nó sẽ phụng dưỡng tôi suốt đời. Chẳng ngờ chủ quyền nhà vừa sang qua tên nó thì nó đuổi tôi và quăng bàn thờ cha nó ra đường." Theo lời bà Ngọc, trước đây bà có mấy chỉ vàng gửi cho con dâu là vợ Cường. Cuối năm 2011, bà bị bệnh biếu tim, cao huyết áp nặng, phải vào nằm bệnh viện. Không muốn phiền con, bà yêu cầu cô con dâu đưa vàng bán lấy tiền thanh toán tiền thuốc, viện phí. Nhưng con dâu tuyên bố vàng đã mất nên không trả. Các con gái của bà Ngọc phải gom góp tiền thanh toán viện phí cho mẹ. Vài tháng sau, nhân đám giỗ chồng, bà Ngọc bàn với các con chia phần đất 6.800 m2 của gia đình làm 5 phần. Trong đó,
hai người con trai mỗi người 2.400 m², hai người con gái có hoàn cảnh nghèo mỗi người 1.000 m². Hai người con gái còn lại không yêu cầu nhận đất. Phần đất còn lại là nơi chôn cất cha mẹ ông bà, nên ông Cường là người ở nhà thờ họ phải trông nom, săn sóc mộ phần tổ tiên. Ông Cường không đồng ý với cách chia của mẹ, đòi toàn bộ đất đai phải để cho vợ chồng ông canh tác. Thấy ông Cường căng thẳng lớn tiếng, bà Ngọc đề nghị nếu ông con trai không đồng ý với cách chia như vậy, thì bà sẽ đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan hữu trách chia đất theo luật thừa kế. Nghe tới đây, ông Cường lớn tiếng mắng chửi mọi người trong gia đình, không chịu ký giấy tờ phân chia đất. Bà Ngọc sụt sùi kể, sau đám dỗ thì thằng Cường bất ngờ đến trước mặt tôi, tay chỉ thẳng vào trán tôi, lớn tiếng nạt nộ. Bà Ngọc, bà lập tức đi ra khỏi nhà tôi, đừng bao giờ trở lại căn nhà này. Bà phải đem ảnh thờ của thằng chồng bà, cha ruột ông Cường, đi luôn theo bà. Tôi không bao giờ cho bà bước chân vào căn nhà này nữa. Nếu bà không đi, tôi sẽ giết chết bà. Bà Ngọc rụng rời tay chân, chưa biết xử lý ra sao thì ông Cường gom đồ đạc, quần áo của bà quăng ra sân, đến tủ thờ, lấy tất cả ảnh thờ của cha ruột và tổ tiên ném theo đồ đạc của bà, nhưng giữ lại tủ thờ bằng gỗ và bộ lư đồng loại lớn. Các chị em gái của ông Cường nghe hung tin chạy về thì ông chửi rủa bằng những lời lẽ rất thô tục, sau đó đóng chặt cửa nhà không cho ai vào. Thấy vậy, bà Thúy là con gái thứ 6 cùng chồng đưa bà Ngọc về sống tạm ở căn chòi nhỏ là tiệm sửa xe đạp. Sau khi ông Cường đuổi mẹ và quăng bàn thờ ra đường, công an đã đến lập biên bản, tiến hành hòa giải, nhưng ông Cường bác bỏ toàn bộ yêu cầu của mẹ già và các chị em gái. Bà Thúy kể, hôm hòa giải bất thành, trước mặt những người chứng kiến, ông Cường chỉ vào mặt mẹ ruột la lớn. Sao bà không chết đi cho rồi? Người ta 70 tuổi, 80 tuổi đều chết hết. Sao chỉ còn bà là không chịu chết? Khiến ai nghe cũng lắc đầu ngao ngán. Sau đó, xã tổ chức họp hòa giải. Ông Cường không tham dự. Khổ thân bà Ngọc. Thứ hai, tiền tiết kiệm phải giữ bí mật, không tiêu cho con. Bà Hồng có một con trai và một con gái. Con trai làm việc ở trung tâm thành phố, con gái lấy chồng ngoại tỉnh. Con trai của bà cưới được một cô con dâu rất xinh đẹp, vì vậy vô cùng yêu chiều vợ. Bà Hồng vì yêu con trai nên cũng thương con dâu hết mực, thậm chí còn đưa hết tiền lương hưu và tiền tiết kiệm cho con trai. Kể từ khi con dâu sinh con trai, cô đã được mẹ chồng cưng chiều, không phải làm bất cứ chuyện gì trong nhà. Lâu dần cô sinh ra tính ỷ lại ích kỷ. Nửa năm sau khi sinh con, cô vẫn chẳng muốn làm gì, thậm chí nghỉ làm, tiêu hết tiền trợ cấp của mẹ chồng và tiền lương của chồng. Bà Hồng luôn nghĩ rằng bà vẫn còn ít lương hưu, lại có nhà ở quê nên không thiếu tiền lắm. Hơn nữa, bà nghĩ bụng, nếu đối xử với con dâu tốt thì sau này cũng sẽ được đền đáp lại. Tuy nhiên một ngày nọ, bà Hồng ngã bệnh và tiêu tốn hàng trăm triệu. Số tiền này đã ngốn sạch hoàn toàn tiền lương của người con trai. Lúc đó, bộ mặt của cô con dâu lộ rõ. Cô lấy cớ con cái đã lớn, không cần bà trông, ý muốn bà Hồng về quê. Bà Hồng đành ngậm ngùi chấp nhận mất hết tiền tiết kiệm và cũng không nhận được sự quan tâm nào từ con cái. Quý vị thân mến! Cha mẹ và con cái luôn có một mối quan hệ không thể tách rời. Mỗi đứa trẻ từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành đều có quãng thời gian rất dài gắn bó bên cha mẹ. Cha mẹ luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con cái. Những đứa trẻ luôn được xem là báu vật của gia đình. Nhưng cũng chính vì điều này mà không ít đứa trẻ do được nuông chiều quá mức nên tự coi mình là trung tâm, không thể tự chăm sóc bản thân và coi thường cảm xúc của người khác. Cách sống này sẽ theo đứa trẻ đến suốt cuộc đời. Cho dù đứa trẻ có lớn lên, kết hôn, lập nghiệp,
thì vẫn cần sự trợ cấp từ gia đình về mọi thứ. Thực ra, đó được gọi là đứa trẻ to xác, cụm từ miêu tả những thanh niên suốt ngày không làm gì, chỉ nhờ cậy cha mẹ. Đứa trẻ to xác thậm chí từ bỏ cơ hội việc làm để ở nhà chơi, tiêu xài phung phí khi chưa làm ra được tiền. Bà Tiền có lương hưu hàng tháng lên tới khoảng 28 triệu đồng. Chi phí sinh hoạt của vợ chồng bà không lớn nên tiền lương thừa sức trang trải cuộc sống hàng ngày. Nhưng cuộc sống của vợ chồng con trai bà Tiền lại khá khó khăn. Con trai và con dâu bà mới kết hôn, chưa ổn định kinh tế đã vội sinh em bé. Thấy các con vậy, bà Tiền quyết định mỗi tháng trích 5 triệu để giúp con, sau tăng lên 10 triệu, 20 triệu. Bà nghĩ rằng có thể giúp đỡ các con là điều rất đáng mừng. Nhưng các con bà lại không nghĩ vậy. Con dâu cho rằng lương hưu của mẹ chồng nhiều như vậy, không thể tiêu hết được nên muốn xin thêm tiền mỗi tháng. Thế nhưng bà Tiền nhất định từ chối lời giúp đỡ con. Cách đây không lâu, bà đến nhà con chơi. Con trai và con dâu bà liên tục dò hỏi về khoản tiền tiết kiệm sau nhiều năm. Bà Tiền giả vờ nghèo khó, nói rằng tiền tiết kiệm chỉ có khoảng 13,2 triệu đồng. Ngay lập tức, thái độ của các con thay đổi. Đến giờ ăn tối, con dâu mang ra cho một bát mì, phía trên có vài cọng rau. Bà Tiền vừa ăn vừa ngậm ngùi cay đắng, nhận ra một điều rằng cuộc sống của mỗi người không nên trông cậy vào bất kỳ ai, dù đó là con cái. Cha mẹ hết lòng yêu thương, chăm sóc con cái. Vì mong con có cuộc sống tốt đẹp, nên nhiều người gom góp tiền cả đời cũng chỉ để cho con. Nhưng đến khi không còn tiền cho con, mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái cũng thay đổi đột ngột. Phải chăng đây là tình huống không hiếm gặp trong xã hội? Những người lớn tuổi luôn mong con cái hiếu thuận với mình. Tuổi càng cao, thể chất càng yếu, cùng với việc nghỉ hưu, càng khiến họ rơi vào tâm lý lo lắng, căng thẳng. Họ cho rằng chỗ dựa cuối cùng chỉ có con, vì thế sẵn sàng cho đi tất cả những gì mình có, chỉ mong con cái đừng bỏ rơi. Họ mong được ở bên các con hưởng thụ tuổi già trong yên bình. Chính tâm lý này đã sản sinh ra những đứa con ỷ lại, thiếu tính tự lập, không có sự đồng cảm với người khác. Thiết nghĩ mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập, cha mẹ không thể tránh mọi sự tổn hại cho trẻ, nên hãy để trẻ lớn lên và trau dồi khả năng tự bảo vệ bản thân. Đừng quá can thiệp vào cuộc sống của trẻ, đừng giúp trẻ một cách mù quáng. Các bậc cha mẹ cần học cách buông bỏ, để trẻ tự lo liệu cuộc sống của mình. Đối với con cái, hãy luôn nhớ rằng cha mẹ sinh thành và nuôi dưỡng mình là sự giúp đỡ lớn nhất rồi. Đừng đòi hỏi cha mẹ vô điều kiện. Mỗi chúng ta nên tăng cường khả năng tự chủ của mình, chấp nhận những thách thức từ xã hội. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không nên dựa trên sự tính toán, đòi hỏi mà cần sự yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Nguyên tắc cơ bản là cho và nhận vừa phải. Thứ ba, đừng xen vào đời sống vợ chồng của con cái. Sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của tôi khá dễ dàng. Với mức lương hưu khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, tôi không phải lo nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính. Cuộc sống của vợ chồng chủ yếu là chỉ xoay quanh những chuyến du lịch nghỉ dưỡng sau hơn nửa đời người lao động và cống hiến. Tuy nhiên, khoảng thời gian đẹp này chẳng kéo dài được bao lâu. Sau khi bà xã bị bệnh rồi qua đời, cuộc sống của tôi trở nên buồn tẻ. Tôi là một người không giỏi việc nhà, cuộc sống trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều. Đồ ăn tôi nấu thường không ngon, nên tôi chủ yếu đi ăn ngoài hàng là chính. Muốn ăn những món gì vừa ý quả thực rất khó. Ngày xưa, khi bà xã còn sống, mọi việc trong nhà đều được bà ấy đảm nhận. Sau khi vợ qua đời, hầu hết đồ đạc trong nhà đều bị thất lạc và bừa bộn. Mỗi khi ra ngoài và trở về, tôi cảm tưởng ngôi nhà gọn gàng trước đây giờ như một nhà kho.
mọi thứ vương vãi khắp nơi. Cuộc sống này thực sự khiến tôi cảm thấy khó chịu. Chính vì lý do này, tôi thường lên thành phố sống với gia đình con trai. Thay vì phải làm mọi việc, ở đây tôi được các con chăm lo từ A đến Z. Để hỗ trợ một phần tài chính vợ chồng con trai, tôi ngỏ ý cho chúng 15 triệu một tháng. Tôi nghĩ chúng sẽ đồng ý nhận tiền. Tuy nhiên, kết quả khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Con trai tôi từ chối và nói rằng đây là trách nhiệm của phận làm con nên nhất quyết không cầm. Mỗi tháng, tôi đều đến nhà con trai ở một tuần. Thông thường đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc và thoải mái nhất. Cuộc sống ở nhà các con không tồi tệ như những gì mọi người vẫn nghĩ. Con trai rất hiếu thảo và kính trọng tôi. Mỗi lần đến, các con đều tiếp đón rất chu đáo. Vào tuần đầu tiên của tháng 7, tôi lại lên chơi nhà con trai. Hôm đó, tôi đến khi vợ chồng chúng vẫn còn đang đi làm. Người mở cửa cho tôi vào nhà là cháu trai. Vừa ngồi xuống nghỉ, cháu trai đã hỏi tôi: "Ông ơi, sao ông lại đến ở nhà cháu? Ông không có nhà riêng à?" Nếu người lớn hỏi câu đó, chắc chắn tôi sẽ khó chịu. Nghĩ cháu còn ngây thơ, tôi không suy nghĩ nhiều mà chỉ đáp rằng: "Ông nhớ cháu nội nên muốn đến thăm. Putin không muốn ông đến nhà chơi à?" Tuy nhiên, lời nói của cháu trai sau đó thực sự khiến tôi phải suy nghĩ. "Con không muốn ông nội đến nhà, vì ông nội về là bố mẹ lại cãi nhau. Mẹ con thường phải trốn trong phòng khóc một mình. Bố mẹ bạn Su Hào cùng lớp cãi nhau suốt ngày, giờ bạn ấy không được sống cùng bố. Con muốn sống cùng với cả bố, cả mẹ. Con không muốn bố mẹ phải xa nhau." Cháu trai tôi nói. Khi nghe cháu trai nói điều này, tôi cảm thấy thực sự xấu hổ. Thông qua cách đối xử, tôi tưởng mình được chào đón nhưng có lẽ không phải. Ngay khi đứng đợi thang máy, tôi nghe thấy giọng của con dâu đang phàn nàn với một người bạn về gánh nặng của chúng phải chịu khi tôi đến ở cùng. Hóa ra, do khi đến nhà con, tôi hay can thiệp vào cuộc sống của các con nên con dâu không thích. Tôi hay bảo các con sắp xếp mọi thứ theo ý mình, yêu cầu các con không đi sớm về khuya, không đi nhậu nhẹt, tiệc tùng, rồi thì nhanh chóng sinh thêm đứa con nữa. Suốt dọc đường từ nhà ra bến xe, tôi luôn suy nghĩ về những lời nói của cháu trai và đoạn hội thoại đó. Những ngày ở nhà con trai, tôi thực sự không có gì phải phàn nàn. Tôi luôn nghĩ mình thật may mắn, bởi không chỉ có đứa con trai hiếu thảo, con dâu cũng chăm sóc tôi như bố ruột. Song thực tế, quãng thời gian tôi vẫn nghĩ là hạnh phúc, thực tế chỉ là giả tạo. Đến lúc này, tôi thực sự mới nhận ra nếu còn sức khỏe, không dựa dẫm vào con cái là nguyên tắc sống còn. Cha mẹ không nên ỷ lại, trông chờ con cái phải chăm sóc, hỗ trợ mình. Là những cá nhân độc lập, chúng ta nên có trách nhiệm với cuộc sống và sức khỏe của chính mình, đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc và gánh nặng lên con cái. Khi cha mẹ quá dựa dẫm vào con, có thể dẫn đến gia tăng áp lực, gánh nặng cho con, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của các con. Chính vì thế, chúng ta nên cố gắng hết sức để tự giải quyết vấn đề của riêng mình. Tất nhiên, cha mẹ cũng cần sự hỗ trợ và chăm sóc từ con cái, nhưng chỉ ở mức độ phù hợp, tránh phiền hà gây ảnh hưởng đến con. Thứ tư, không nên nuôi cháu thay con. Nhận quyết định nghỉ hưu vừa tròn một tháng, chưa kịp xả hơi sau những ngày tháng miệt mài làm việc, thì bà Thanh ở huyện Phong Điền lại tất tả khăn gói đến phụ giúp cô con gái Diệu sinh con đầu lòng. Hằng ngày bà lo chu toàn mọi việc, từ đi chợ, nấu ăn đến giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, chăm cháu. Bé đầu vừa tròn 2 tuổi, con gái lại cấn bầu, ốm nghén liên tục, bà phải tiếp tục ở lại với con. Đều đặn mỗi tháng, bà chỉ về nhà được một buổi sáng ngắn ngủi để thăm, mua sắm những thứ cần thiết cho chồng. Bà không đành lòng bỏ mặc chồng ở nhà một mình lo vườn tược, nhưng mỗi khi về vài ngày
thì con gái lại gọi điện cầu cứu. Hai cháu nhỏ chỉ vòi bà chăm sóc, không chịu ăn thức ăn mua sẵn bên ngoài, trong khi bà mẹ đều bận rộn công việc. Mấy lần con gái thuê người giúp việc mà không thể ưng ý ai. Thương con, bà đành cố gắng đỡ đần. Tiếng là được nghỉ hưu, nhưng trên thực tế, bà Thanh lại bận bịu, vất vả hơn gấp nhiều lần khi còn đang công tác. Vợ chồng bà dự tính nghỉ hưu sẽ gặp gỡ bạn bè, du lịch đó đây, nhưng suốt mấy năm nay vẫn chưa thực hiện được. Con gái sinh bé đầu lòng, vợ chồng bà Nguyệt ở quận Ninh Kiều bận rộn hơn hẳn. Khi cháu còn nhỏ, bà nấu bột, xay cháo hàng ngày. Khi cháu đến tuổi đi học thì ông ngoại đưa đón. Buổi tối, ông bà còn có nhiệm vụ kể chuyện cổ tích để ru cháu ngủ vì con bé chỉ quấn ông bà. Vì muốn vợ chồng con gái yên tâm làm việc, nhiều lúc mệt mỏi, vợ chồng bà cũng không than vãn gì. Mấy bận, bè bạn trong nhóm nghỉ hưu rủ đi du lịch, ông bà đành thoái thác. Trong khi đó, con gái ông bà lại khoán trắng công việc cho ba mẹ, nghĩ rằng đưa tiền hàng tháng là đã xong nhiệm vụ. Chị Mỹ Thuyền ở quận Bình Thủy luôn tâm niệm con ai người đó chăm. Dù sống chung với ba mẹ ruột, nhưng chị luôn cố gắng chu toàn chăm sóc con cái, hạn chế đến mức thấp nhất việc nhờ vả ông bà. Chị Thuyền tâm sự, trong xã hội hiện đại, nhiều vợ chồng trẻ lấy lý do bận bịu với công việc, đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc và dạy dỗ con cái cho ông bà là không nên. Quan điểm của vợ chồng tôi là muốn ba mẹ có một tuổi già thật thoải mái, chứ không lo lắng vướng bận con cháu. Cả đời ba mẹ đã vất vả vì anh em chúng tôi nhiều rồi. Theo chị Thuyền, điều quan trọng hơn chính là vợ chồng chị muốn tự mình chăm sóc con để theo dõi sát sao sự phát triển về thể chất và tinh thần của con trẻ, từ đó gắn kết tình cảm gia đình nhiều hơn. Vợ chồng chị Tú ở quận Ninh Kiều làm nghề thu mua trái cây nên rất bận rộn. Đầu năm nay, khi ba mẹ về hưu, nhận phụ giúp đưa rước cháu đi học, chị mới nhẹ bớt áp lực. Chị Tú chia sẻ, việc chăm sóc trẻ không hề đơn giản vì các con tôi rất hiếu động. Tôi muốn thuê người giúp việc nhưng do điều kiện kinh tế vật chất nên còn chần chừ. Để vẹn đôi đường, tuy vẫn gửi con cho ba mẹ nhưng vợ chồng tôi tranh thủ thời gian, thay phiên nhau chăm sóc con, dành thời gian cho ông bà nghỉ ngơi. Quý vị ạ, trên mạng xã hội có câu nói vui. Có một bà mẹ, ông bố thứ hai mang tên ông bà ngoại nội. Việc các cặp vợ chồng trẻ nhờ ông bà chăm cháu để tập trung lo công việc là một lựa chọn hợp lý. Gửi con cho ông bà, các bậc phụ huynh sẽ bớt lo lắng về chế độ ăn uống, sự an toàn của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, trách nhiệm chính trong việc chăm lo cho con cái vẫn là của cha mẹ. Yêu thương đồng nghĩa với sự thấu hiểu và sẻ chia. Đấng sinh thành đã cả đời vất vả mưu sinh và chăm lo cho con. Đến tuổi già cần được nghỉ ngơi, sống vui, sống khỏe. Với nhiều gia đình cần ông bà trợ giúp, phải xem xét sức khỏe và tâm lý của ba mẹ mình, để việc chăm cháu không phải là trách nhiệm, mà đúng nghĩa đó là niềm vui, là tình cảm gắn kết của ông bà dành cho con cháu, quý vị nhé. Tóm lại, người già cần phải nhớ. 1. Phải giữ nhà cho mình để có chỗ che gió, che mưa. Khi con cái ruồng bỏ thì ít ra cũng có một mái nhà để về. 2. Phải biết giữ tiền, không cho con cái biết số tiền tiết kiệm, không tiêu xài phung phí cho con cái. Hãy nghĩ đến tuổi già của chính mình. 3. Đừng xen vào đời sống vợ chồng của con cái. Khi con cái có bất hòa với con dâu, con rể, hãy nhớ đừng bao bọc con cái, nếu không cái nhỏ sẽ mất cái lớn. 4. Đối xử với cháu không nên gần gũi hơn đối xử với con. Nếu tình hình nghiêm trọng sẽ phá vỡ cuộc hôn nhân của con cái, đồng thời cũng khiến bản thân rất phiền muộn. Và trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Quê ngoại. Mẹ tôi gọi điện thoại nhắc.
sắp xếp công việc mà về dỗ bà nhé. Đã lâu lắm rồi cả nhà không gặp mặt đông đủ. Năm nay tròn 10 năm bà mất con ạ. Bận gì cũng phải về, mà dỗ bà lại đúng vào ngày chủ nhật đấy. Giọng mẹ vừa yêu cầu, vừa như nài nỉ, khiến tôi buộc phải vâng dạ, chứ thực tâm tôi chưa dứt khoát có về được hay không. Cuộc điện thoại của mẹ khiến tôi như được reset một miền ký ức. Ừ nhỉ, lâu lắm rồi mình không về thăm quê ngoại, một làng quê thanh bình được bao bọc bởi những rặng tre ngút ngàn soi bóng bên dòng sông đáy êm ả. Bờ xanh bãi vàng quê tôi thời ấy, đầu đầu cũng là lúa, là dâu mướt mát. Vào mùa xuân, những con đường làng lát bằng gạch nung đã ngấm màu rêu phong, như được trải tấm thảm màu trắng lam vì lớp lớp hoa xoan tiếp nối nhau chút xuống sau mỗi trận gió đông hây hẩy. Trên cánh đồng làng tưởng chừng xanh bất tận, lác đác được điểm xuyết những cây gạo lừng lững với muôn vàn bông hoa tựa đốm lửa nhỏ rực cháy giữa nền trời. Những dãy núi đá vôi chập trùng xa xa phủ màu khói lam hư ảo, ẩn chứa bao điều đối với một thằng bé là tôi. Hay, quê mình cũng có thể ví với cảnh dâu lúa đầy đồng, hoa đầy núi, tôi chợt so sánh. Tối thứ bảy, mẹ điện tiếp, mai chắc chắn về con nhé, ngoài đám dỗ bà còn có việc hệ trọng khác nữa. Việc gì mà mẹ bảo hệ trọng? Mẹ không trả lời ngay, mẹ muốn biết chắc chắn tôi có về hay không rồi bảo. Mai về mẹ sẽ nói, chuyện dài lắm. Vâng, con về, sớm mai cả nhà con sẽ về. Qua điện thoại, tôi nghe tiếng mẹ thở phào hài lòng. Cả đêm tôi trằn trọc, phần vì bỗng thấy lại cảm giác háo hức sắp được về quê, phần vì câu chuyện hệ trọng mà mẹ tôi định nói. Đến khi chập chờn chìm vào giấc ngủ, tôi thấy mình lũn cũn theo bà ngoại ra sân kho hợp tác trong một ngày mùa rộn rã. Từng chiếc xe trâu kéo kẹt, chở những bó lúa vàng ươm nối nhau, đậu dọc con đường đất ven sân kho. Tiếng nói cười ý ới, giục nhau vác lúa vào chất thành đống. Nhanh thoăn thoắt, bó lúa được các cô chú xã viên ngoặc vào chiếc néo và nhịp nhàng đập xuống cối đá. Mỗi nhát đập, muôn vàn hạt lúa bật tung lên, rơi ào ào xuống tấm cót. Rơm sau đó được chuyển ra trải đều ở một góc sân để vài người kéo trụ đá lăn qua lăn lại, mong tận thu những hạt lúa còn sót. Cả sân kho hợp tác vàng ruộm màu lúa, màu rơm dạ và râm ram tiếng nói cười. Đó là bức tranh quê tươi rói đã hằn sâu trong ký ức của tôi. Bà chỉ sinh được hai người con gái là mẹ tôi và dì Út. Ông ngoại thuộc thế hệ những người lính đầu tiên đi B trong một trận đánh ác liệt với quân Mỹ ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Ông bị một viên đạn xuyên qua bắp chân. Vết thương không nguy hiểm, nhưng do bị nhiễm trùng, ông phải ra Bắc điều trị rồi được phục viên. Nhiều năm vỏ võ nuôi con, chờ chồng, bà mừng lắm khi ông trở về trong niềm hãnh diện của một người lính đã hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc. Ông tôi vừa tham gia công tác ở xã, vừa phụ giúp bà làm vườn ruộng nên cuộc sống cũng tạm ổn. Khi mẹ tôi học cấp 2 thì ông bà sinh thêm được dì Út. Biết bao gian khó dần trôi qua trong cảnh chiến tranh chưa biết khi nào mới chấm dứt. Mẹ tôi kể, trai tráng thời đó đua nhau ra mặt trận, cả làng hầu như không thấy bóng dáng thanh niên. Tối tối chỉ có người già, đàn bà và trẻ em túm tụm uống nước vối, rồi kể cho nhau nghe những tin tức mặt trận. Nào là tuần trước đánh lớn ở đâu, bao nhiêu xe tăng địch bị bắn cháy, hôm qua một thần sấm tan xác trên bầu trời huyện mình, giặc lái nhảy dù bị bắt sống. Ông tôi có một chiếc đài bán dẫn, nên nhiều người trong xóm thường đến uống nước, hàn huyên và cùng nghe tin tức mỗi buổi tối. Nhìn qua nhìn lại, toàn người già và trẻ em, ông cứ thở dài thườn thượt. Một hôm ông bảo với bà, tôi không thể chịu mãi thế này được, tôi lại đi đây, bà ở nhà nuôi dạy hai đứa, tôi nhất định sẽ trở về.
Bà tôi đành nuốt nghẹn vào trong, tiến ông lên đường tái ngũ. Đó là mùa xuân năm 1971. Ngày tháng thoi đưa, khi mái tóc bà thêm nhiều sợi bạc thì tin thắng trận dồn dập báo về. Sân kho hợp tác và những hàng nước dưới gốc cây đa ven bến sông trở thành nơi tụ tập của người làng. Họ ngước lên chiếc loa truyền thanh, giọng tai nghe như nuốt lấy từng dòng tin quân ta đã tiến tới đâu và dự báo những trận đánh lớn cuối cùng. Rồi một hôm, tiếng đài tiếng nói Việt Nam đưa tin quân giải phóng đã tiến vào Sài Gòn. Cả làng như vỡ òa theo vui cùng hát, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Sau niềm vui là nỗi khắc khoải của xóm làng mong ngóng đoàn tụ người thân. Chừng vài tháng sau, đã có những người lính đầu tiên trở về làng. Trong bộ quân phục còn lấm bụi đường, nước da họ xám ngắt, song nụ cười rạng rỡ và ánh mắt luôn tự tin. Thế mà mãi vẫn chưa có tin tức gì về ông tôi. Không ít buổi chiều, bà cùng dì Út ra bến sông đau đáu, ngóng sang bờ bên kia, mong chuyến đò ngang có bóng dáng của người lính bước chân lên thuyền. Đến tối mịt, dì Út vải dục: "U con mình về thôi, chắc mai bố con mới về." Bà tôi lấy tay áo chấm hai bên khóe mắt, rồi ngậm ngùi rời khỏi bến sông. Dì Út năm ấy mới học lớp 2, nhưng có lẽ dì đã cảm nhận được nỗi sợ mơ hồ khi mãi không có tin tức của ông tôi. Bố mẹ tôi khi đó vừa cưới nhau và công tác trên huyện nên cuối tuần mới về nhà thăm bà. Mẹ tôi kể, lần nào về nhà bà cũng nhắc: "Anh chị đi công tác nhà nước, chắc cũng quen biết nhiều, phải nhờ người ta chứ, hoặc đánh điện vào Nam hỏi xem ông ấy thế nào." Nửa năm sau thì có tin của ông tôi. Đó là một tờ giấy báo tử được đại diện huyện đội và chính quyền xã đến tận nhà trao cho gia đình. Bà tôi như hóa dại và đổ gục xuống sau bao mòn mỏi đợi chờ. Liền hai tuần bà ốm nặng, cứ miên man nằm trên giường hết gọi tên ông tôi, lại gọi con cháu trong nhà. Nỗi đau rồi cũng qua đi. Một thời gian sau, bà gượng dậy làm lụng nuôi dạy dì Út và chăm bẵm đứa cháu ngoại là tôi, rồi lần lượt hai đứa em nữa của tôi. Bà và mẹ và cả nhà tôi đều thương dì Út mồ côi cha. Dì Út lớn dần, xinh xắn và học giỏi, nhưng thi thoảng dì lại bị ngất. Bố tôi đưa dì lên bệnh viện huyện rồi về Hà Nội khám. Bác sĩ kết luận dì mắc bệnh tim. Cả nhà tôi choáng váng, lo lắng cho tương lai của dì. Sau này, bệnh viện Bạch Mai còn kết luận dì Út bị di chứng chất độc da cam dioxin từ người cha đi chiến trường. Nhưng dì Út càng lớn càng xinh và học giỏi có tiếng ở trường huyện. Tôi nhớ mỗi buổi dì Út đi học, mái tóc dài mềm mại chảy theo chiếc eo thon của dì. Nụ cười mộng mị như hút hồn của dì đã khiến bao trai làng ngơ ngẩn, tìm cách làm thân với tôi bằng những món quà trẻ thơ như chục viên bi đất sơn xanh đỏ, vài bánh pháo tép để lấy lòng dì. Hết cấp 3, dì Út thi đậu đại học y, nhưng nhập học không được bao lâu thì phải trở về quê vì sức khỏe yếu. Địa phương ưu tiên cho dì đi học lớp y tá, rồi về làm việc ở trạm y tế xã. Người làng bảo, bà tôi là người hiền lành, phúc hậu, để lại phúc cho con. Con gái đầu cùng chàng rể đều thành đạt trên huyện. Con gái Út thì xinh xắn, ngoan ngoãn và làm việc ngay ở xã, lại có chuyên môn để chăm sóc sức khỏe cho mẹ. Tôi lớn dần và hiểu được chuyện nhà. Có lần trong đám giỗ ông ngoại, tôi nghe câu được câu trăng bà khấn, mong ông phù hộ cho dì Út có được tấm chồng tử tế để bà có thêm cháu bé. Năm tôi học cấp 2 thì dì Út có người yêu, chú tên Thắng, đang là lính công binh, nhìn rắn giỏi khỏe mạnh. Mẹ tôi kể, ngay khi mới tìm hiểu nhau, dì Út đã nói thật bệnh tình, nhưng chú Thắng bảo: "Anh biết, nhưng anh không sợ, được người xinh xắn nết na như em là nhất rồi." Gia đình chú Thắng là người cùng làng,
và bố mẹ chú đã có cơi trầu qua thăm bà tôi, đặt vấn đề cho đôi trẻ tìm hiểu nhau. Trong lần nghỉ phép năm ấy của chú Thắng, hai bên gia đình ước hẹn sau khi chú ra quân sẽ tổ chức ăn hỏi và đám cưới vào dịp đầu xuân năm mới. Dì Út vui một thì bà tôi mừng mười. Dì qua lại gia đình chú Thắng như một nàng dâu thực thụ, dù chú vẫn biển biệt đời lính và gần một năm nữa mới được ra quân. Bố mẹ tôi cũng khấp khởi chả kém vì rất thương dì mồ côi cha lại thiệt thòi không được khỏe mạnh như bao người. Một hôm, dì Út khoe với mẹ tôi mới nhận được thư chú Thắng gửi từ Đà Nẵng. Chú thông báo sắp được ra quân nhưng có nhiệm vụ đột xuất nên thời gian chú về sẽ xê dịch độ 1-2 tháng. Chờ mẹ tôi đọc xong lá thư, dì thở dài nói: "Em cứ thấy lo lo." Mẹ cười bảo: "Sốt ruột vì muốn có cháu cho bà bế chứ gì." Dì Út không trả lời, ánh mắt dì nhìn vào khoảng không gian vô định và nở một nụ cười xa xăm. Tin giặc tấn công Trường Sa, chiếm đảo Gạc Ma lan nhanh khắp làng trên xóm dưới. Mấy hôm sau, có tờ báo đăng danh sách bộ đội ta hy sinh trong cuộc chiến không cân sức bảo vệ đảo. Cả nhà tôi điếng người khi đọc tới tên chú Thắng. Dì Út ngất lên ngất xuống, bà tôi thì hết oán thân lại trách phận, gục đầu bên bàn thờ ông, bà khóc. Ông ra đi còn để lại cho tôi hai đứa con, cái duyên nó phải chịu thiệt thòi nhiều đường, nay lại gánh thêm nỗi đau này, liệu nó có vượt qua được không? Dì Út câm lặng như một chiếc bóng sang nhà chú Thắng đội khăn tang trong lễ truy điệu chú. Tại buổi lễ trang trọng ấy, mọi con mắt đều đổ dồn vào dì với sự thương cảm, tiếc nuối cho một mối tình, cho thân phận của dì tôi và cũng là của bao người phụ nữ phải chịu cảnh vọng phu trên đất nước này. Thời gian qua đi, dì Út trở lại với cuộc sống bình thường, nhưng dù được cả nhà và bạn bè động viên an ủi, dì vẫn là một chiếc bóng lẻ loi. Dì xin phép bà tôi và gia đình chú Thắng được lập một ban thờ ở nhà bà ngoại để hương khói cho chú. Mẹ tôi không dám ngăn cản vì dì bảo: "Em đã là dâu nhà anh ấy rồi." Hằng đêm, dì thắp hương rồi trò chuyện với chú trước khi chìm vào giấc ngủ với chiếc gối đã thấm bao nước mắt của dì. Cứ đến ngày 14 tháng 3 dương lịch hàng năm, dì Út lại tới nghĩa trang liệt sĩ thắp hương cho chú Thắng. Bên nấm mộ được cắm những bông hoa cúc trắng, dì ngơ ngẩn miết tay vào tấm bia, sờ vào những hàng chữ được khắc chìm và đôi mắt huyền ảo của dì đẫm lệ. Sau khi bà ngoại mất vài năm, bố mẹ tôi bảo sẽ chuyển công tác cho dì lên bệnh viện huyện và mời dì đến ở cùng gia đình tôi cho có chị có em, có dì có cháu. Thế nhưng đã nhiều năm, dì Út vẫn không đồng ý. Dẫu cho dì rất thương yêu chúng tôi, dì bảo với bố mẹ tôi: "Số em nó thế, em phải ở nhà hương khói cho bố mẹ và anh Thắng." Phần tôi, học xong đại học, tôi ở lại thành phố lập nghiệp và những lần về quê ngoại ngày càng ít. Ký ức tuổi thơ cũng dần phôi phai theo những tháng ngày mưu sinh nơi phố thị đầy bon chen và cám dỗ. Nhưng lần này, mẹ nhắc về dỗ bà và bảo có chuyện hệ trọng nên tôi không thể không về. Đám dỗ bà hôm đó rất đông, ngoài gia đình gồm bố mẹ, vợ chồng con cái, ba anh em tôi, còn có cả chú Lợi, em trai chú Thắng và một người đàn ông tầm tuổi trung niên. Dì Út tuổi xuân đã sắp cạn ngày nhưng vẫn hiển hiện nét đẹp thủy mị đằm thắm. Lâu lắm tôi mới ngắm kỹ dì. Mái tóc dì không còn óng mượt nhưng khuôn mặt vẫn thánh thiện, nụ cười đẹp đến mộng mị. Đôi bàn tay của dì đã nổi những đường gân xanh nhưng mềm mại như tay của một nghệ sĩ dương cầm. Cỗ bàn tươm tất, mọi người thành kính thắp hương cho ông bà và cả bàn thờ của chú Thắng. Rồi tôi cũng được biết việc hệ trọng của gia đình. Mẹ nói mà như kể một câu chuyện dài, một cuốn nhật ký những dấu mốc cuộc đời của ông bà tôi và dì Út. Thì thoảng mẹ lại nghẹn lời, lấy tay chấm nước mắt rồi mới nói tiếp được, khiến dì Út và nhiều người cũng sùi sụt.
chốt lại, mẹ nói, em tôi là người con, người em hiếu thảo với gia đình và tình nghĩa với bà con chòm xóm. Em tôi thủy chung với mối tình đầu của nó, nên hơn 20 năm sau ngày chú Thắng hy sinh, em vẫn lẻ bóng một mình. Nỗi đau nào rồi cũng dần nguôi ngoai, nay ông trời run rủi cho em tôi gặp được người nó thương yêu và hai bên đều thông cảm được với nhau. Đó là chú Hiếu, mẹ chỉ vào người đàn ông trung niên giới thiệu. Gia đình tôi rất mừng, nhân ngày giỗ mẹ, chúng con kính cáo ông bà tổ tiên và bố mẹ, để em con được nên duyên với chú Hiếu. Đám cưới xì út được tổ chức gọn nhẹ sau ngày giỗ bà tôi đúng một tháng. Chú Hiếu cũng là một cựu binh từng nhiều năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Chú Hiếu phải dùng chân giả, đi hơi cả nhắc và đang làm công tác mặt trận của xã. Nghe mẹ tôi kể, chú từng có một đời vợ. Khi đứa con gái của chú Hiếu với người vợ đầu tiên lên 3 tuổi thì vợ chú qua đời vì bạo bệnh. Bố mẹ chú Hiếu đã mất từ lâu nên khi lâm vào cảnh gả trống nuôi con, căn nhà của hai cha con chú càng thêm trống trải. Dù nhiều người đánh tiếng mai mối nhưng chú chỉ cười bảo, thương con cún mất mẹ sớm, tôi chưa nghĩ tới việc đó. Khi đứa con gái hơn 10 tuổi, chú Lợi, người bạn thân cùng nhập ngũ một lượt với chú Hiếu, chắp nối với dì út thì chú thuận tình. Hôm đám cưới, chú Hiếu ngượng nghịu trong bộ vest màu xám, bước khập khễnh bên cô dâu thướt tha bộ áo dài màu cánh sen. Trước vẻ lúng túng của chú Hiếu, chú Lợi với vai trò MC rất hoạt ngôn, chọc. Trên chốt ông gấu lắm, quần nhau với tụi nó cả ngày không ngán, mà sao giờ cứ như gà mắc tóc vậy. Làm cả hội hôn nghiêng ngả cười, còn dì út càng thêm ửng hồng đôi má trong niềm hạnh phúc muộn màng. Cả nhà đều mừng cho dì út, tôi cũng năng về thăm bố mẹ tôi nghỉ hưu tại thị trấn huyện, rồi cùng về thăm vợ chồng dì út, thắp hương cho ông bà tôi. Chú Hiếu chiều dì lắm, đồng ý về ở cùng dì trong căn nhà của ông bà ngoại tôi để tiện việc hương khói, thờ phụng. Nhưng sâu xa, tôi nghĩ chú muốn dì tôi cảm thấy cuộc sống không bị xáo trộn nhiều sau bao năm tháng lẻ loi một mình, một bóng. Thời gian vùn vụt trôi qua, một buổi chiều muộn, mẹ tôi bất ngờ gọi điện, hổn hển nói, con đến ngay bệnh viện C, mẹ đang đưa dì út lên đó sinh em. Tôi đang trên đường trở về nhà, vội quay đầu xe, nhưng đường phố giờ tan tầm khiến tôi mãi mới tới nơi. Oanh, cô bạn bác sĩ cử một y tá ra tận cổng viện đưa tôi vào. Nhìn ánh mắt lo lắng của cô y tá, tôi không khỏi hoang mang. Tôi cùng mẹ, chú Hiếu và mấy người nữa thấp thỏm đứng chờ ở hành lang cách phòng mổ không xa. Không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe rõ từng tiếng chiếc lá bảng rơi trên sân bệnh viện. Chú Hiếu nhấp nhổm đứng ngồi không yên, cứ khập khễnh đôi chân dọc hành lang bệnh viện, rồi ra một góc sân rít hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Ánh mắt chú đăm chiêu, đầy căng thẳng, vầng trán cao lấm tấm những giọt mồ hôi. Lát sau, có tiếng trẻ con oe oe khóc từ phía phòng mổ, rồi Oanh vội vã bước ra nói với mẹ tôi. Là con trai, khóc khỏe lắm bác ạ. Mẹ tôi chưa kịp vui mừng thì chú Hiếu vội vã hỏi, còn vợ tôi thế nào? Oanh không trả lời ngay mà nhìn về phía phòng mổ, run run nói, chúng cháu đang cố chạy đua với tử thần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.